Các bạn đang xem trên tay tôi đó là dàn sưởi trong tắp lô. Cái này là dàn sưởi nằm ở trong tắp lô của dòng xe Mitsubishi Grandis, nó lắp ở phía trong tắp lô. Đấy, cái đây là dàn sưởi nó sưởi khi mà chúng ta về mùa nó chính nó khi mà chúng ta về mùa đông ấy, sưởi ấm. Đây là cái dàn sưởi, nó tác dụng đây là dàn sưởi của dòng xe thuộc hệ thống điều hòa của dòng xe Mitsubishi Grandis. Các bạn nhìn ở đây là thân dàn. Và trên này sẽ bao gồm có motor nóng lạnh. Đây motor này nó điều khiển. Các bạn đây, các bạn nhìn là do Denso Japan sản xuất này. Đấy, motor nóng lạnh. Đó. Mà thứ hai đây là cái motor. Cái này là thân motor điều khiển chế độ nóng lạnh. Thì xe của các bạn cũng thi thoảng cũng rất hay hỏng cái motor nóng lạnh này. Có nhiều con nó sẽ cái này nó bán rời motor nóng lạnh này. Đây là motor nóng lạnh. Đấy. Sau là các tuyô phía sau. Tuyô các phía sau đây. Đó. Của dòng xe Mitsubishi. Đây là của dòng xe Mitsubishi Grandis. Rắc cắm này, rắc cắm vào này các bạn nhìn. Đây là rắc cắm vào. Rắc của dòng cái motor nóng lạnh của dòng xe Mitsubishi Grandis. Vậy trong quá trình mà các bạn lưu thông xe của anh em chúng ta chạy xe trên đường, chúng ta lưu thông của anh em chúng ta chạy xe trên đường thì cái bị hỏng mất cái dàn sưởi của dòng xe Mitsubishi Grandis này bị hỏng, bị thủng hoặc bị hỏng thì lúc đó bắt buộc các bạn phải thay thế để xe chúng ta để vận hành và lưu thông tốt trên đường. Đặc biệt là về mùa đông, cái thời tiết ở ngoài Hà Nội, mùa đông ở Việt Nam rất là lạnh thì lúc đó bắt buộc các bạn phải thay thế thì đảm bảo chúng ta có một cái xe tốt nhất. Đấy, chúng ta lái xe được an toàn và vận hành tốt nhất, con xe chúng ta sẽ vận hành một cách tốt nhất. Thì Phụ Tùng An Việt chuyên nhập khẩu và phân phối phụ tùng của dòng xe Mitsubishi Grandis tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi chuyên nhập khẩu và phân phối. Như vậy khi các bạn gặp dòng xe Mitsubishi Grandis hoặc tất cả các dòng xe Mitsubishi từ Atchami, Daichi, Pajero Sport, các bạn vui lòng đến với Phụ Tùng An Việt. Đến với chúng tôi thì các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá cả của tất cả hàng hóa dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Bởi vì Phụ Tùng An Việt chỉ chuyên nhập khẩu và phân phối phụ tùng của dòng xe Mitsubishi, dòng xe Honda. Đây chúng tôi cung cấp cả đầy đủ cả gầm máy, thân vỏ, lá côn, bàn FPT. Tất cả những gì con xe các bạn cần thì chúng tôi đều có nhập khẩu phân phối. Như vậy khi bạn gặp dòng xe Mitsubishi Grandis và gặp dòng xe gì chỉ cần nhìn thấy logo 3 viên kim cương rồi thôi thì các bạn vui lòng đến với Phụ Tùng An Việt. Vậy để liên hệ với chúng tôi cách nào thì các bạn truy cập website phutungmitsubishi.vn hoặc phutunganviet.com. Thì đội ngũ kinh doanh chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cho các bạn một cách chi tiết về tất cả các chủng loại để chúng ta có một con xe vẫn vận hành tốt, vẫn lưu thông tốt trên đường, mà chi phí khi chúng ta bảo trì bảo dưỡng nó không quá đắt đỏ. Thì đấy là mục tiêu hướng tới của Phụ Tùng An Việt. Thì là rất mong anh em sẽ liên hệ và ủng hộ Phụ Tùng An Việt.